Xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí Và hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt Thay vì vẽ tranh như mọi khi thì hôm nay mình với mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm nặng đất xét tự khô Các bạn hay hỏi mình là những cái palette màu mà mình hay sử dụng như thế này mình mua ở đâu Thì sự thật là những cái palette màu này mình tự làm bằng đất xét tự khô Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn cùng làm một chiếc palette màu lấy ý tưởng từ hoa anh đào nha cái ballet màu này thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái trải nghiệm mà mình cùng với mọi người trải nghiệm thôi chứ không phải là một bài hướng dẫn nhiều quá chi tiết đâu. tại vì đối với mình việc nặng đất sét tự khô nó là một cái thú vui sau giờ làm việc của mình nên là mình chỉ làm theo thói quen thôi chứ mình không có một cái kỹ thuật gì đó bài bản để mình hướng dẫn cho các bạn hết. hôm nay là mình chỉ làm và quay video lại để cho các bạn cùng trải nghiệm với mình ha. ở đây mình sử dụng đất sét tự khô loại nửa ký thì nói chung là mình cũng ít khi sử dụng cho nên là mình chỉ mua cái loại mà nửa ký thôi Bạn nào dùng nhiều thì có thể mua loại 2 ký nó sẽ rẻ hơn Nhưng mà mình thấy loại nửa ký này là hợp lý cho mỗi lần dùng Thường là nửa ký này thì mình sẽ nặng ra tầm 3 đến 4 cái palette màu Nên là mình thấy nó khá là hợp lý rồi còn địa chỉ mua loại đất sét tự khô này thì mình đặt mua trên Shopee và chính xác là mình đặt mua của họa cụ lỗ. Các bạn cũng hay hỏi mình là hay mua họa cụ ở đâu thì mình trả lời chính xác là mình hay mua họa cụ nhất là ở họa cụ lỗ, nhất là giấy á. Thì thật sự là các bạn hỏi ở đâu thì mình trả lời như vậy thôi, mình không có nhận tiền quảng cáo đâu nha các bạn, mình không phải là KOL. Nhưng mà mình hay mua ở đâu thì mình sẽ nói ở đó, hàng ở đâu tốt thì mình sẽ nói. Tại mình chỉ chia sẻ thực tế của mình cho mọi người nghe thôi mà. Cái phần đất sét này chưa sử dụng tới thì mình sẽ gói cẩn thận lại nó có một cái miếng dán bên hông này nè các bạn sẽ lột ra và dán lại như vậy thì cái đất sét của các bạn nó sẽ không bị khô còn nếu như mà các bạn để lâu á, thì các bạn nên bỏ nó vào một cái bịch ni lông và bịch kính lại như vậy thì đất sét sẽ bảo quản được lâu hơn tại vì nếu như mà các bạn để nó hở ra không khí á, thì nó sẽ bị khô dần dần các bạn sẽ không sử dụng được nữa nó rất là lãng phí vậy cho nên là mình cũng khuyên những bạn nào mà ít sử dụng đất sét tự khô hoặc là nặng những phần nhỏ nhỏ thì chúng ta nên mua cái loại mà 0.5 thôi tại vì nếu như mà mua cái loại 2 kg nó có rẻ hơn nhưng mà các bạn xài không hết mà nó bị khô đi rồi các bạn vứt đi nó cũng rất là uổng Cho nên là mình xài bao nhiêu mình mua bấy nhiêu thôi Bây giờ mình sẽ chia đất sét ra làm hai phần Một phần lớn để mình nặng cái phần palette màu Còn phần nhỏ mình để lại để lát nữa mình làm hoa văn hoa anh đào Ở khúc này thì các bạn chỉ cần tán cho cái phần đất sét nó mỏng đều ra là được Nó thành một cái miếng mặt phẳng là có thể làm thành palette rồi bạn nào mà có dụng cụ thì các bạn có thể dùng đồ lăn bột hay là đồ cán bột các bạn cán cho nó mỏng hơn Như vậy thì nó sẽ đều và nhanh hơn Còn mình thì mình thích nặng tay như thế này nè Tại vì khi mình nặng tay thì cái miếng của mình nó sẽ không có bằng nhau mà nó sẽ có độ lồi lõm Nên nhìn cái sản phẩm của mình nó sẽ có độ thủ công và mộc mạc nhiều hơn Nhưng mà cái này là tùy theo sở thích của mọi người thôi nha Còn mình thì thích nặng tay như vậy tại vì nó vui nữa Bình thường thì khi mà mình đi làm về mà mình căng thẳng hay gì đó thì mình cũng hay lôi mấy cái đất sét tự khô này ra mình nặng linh tinh lắm không chỉ palette màu đâu mà là rất là nhiều thứ nữa. Hồi đó thì mình hay nặng tượng, còn bây giờ thì mình nặng palette màu nhiều hơn tại vì mỗi lần mình quay video á, mình thường thích sử dụng những cái palette màu mới để cho hình ảnh nó đẹp, với lại nó phù hợp với cái nội dung mà mình hay quay á, cho nên là palette màu của mình bây giờ rất là nhiều và rất là đa dạng. Các bạn xem video của mình cũng thấy mà đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái bay này để cắt định hình cái palette màu của mình. Như vậy thì mình sẽ được một cái palette màu theo hình dạng mà mình mong muốn mình cũng chỉ cắt cho nó gọn lại như thế này thôi Ý tưởng của mình sẽ là một cái palette màu tối và sẽ có một cái cành đào nằm phía trên Như vậy thì nhìn nó sẽ có hơi dáng cổ trang, thủy mặc một chút Và khi lên màu thì mình sẽ lên màu cho nó giống như là màu gớm vậy á Nên nhìn nó sẽ có nét á đông và cái nét truyền thống hơi nhiều Hy vọng là hôm nay mình sẽ thực hiện được đúng với ý tưởng ban đầu của mình khi mà cái palette màu của các bạn đã được định hình như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tay viền những cái mép lại Tại vì các bạn thấy những cái viền mép á, khi mà mình cắt đi rồi thì cái nét nó còn rất là thô Cho nên là mình sẽ dùng tay mình miết lại để cho phần mép của nó mịn lại và không còn cái dấu cắt nữa Như thế này nè Mình không biết mọi người hay làm như thế nào nhưng mà thói quen của mình là mình hay lấy tay đập đập như vậy nè Một lát nữa là cái mép sẽ tròn lại và nó sẽ nhìn khá là mượt Tại vì thật sự cái việc mà sử dụng đất sét tự khô là do mình thích và mình mua về mình tự làm từ xưa tới giờ mình cũng chưa từng coi một cái video nào về việc sử dụng đất sét tự khô hay là một cái kỹ thuật cơ bản nào hết mình chỉ nặng theo bản năng thôi giống như là trẻ con nặng đất sét vậy đó. cho nên là mình cũng không biết kỹ thuật như thế nào để hướng dẫn cho các bạn cho cụ thể nữa nên là mình nghĩ đây không phải là một video hướng dẫn mà đây là một video trải nghiệm cùng với nhau mình nghĩ như vậy nó sẽ đúng hơn nên là trong quá trình mình làm á mà các bạn thấy có cái chỗ nào mà mình làm không đúng hay là các bạn có cách nào đó làm cho cái palette màu mình nó đẹp hơn và nó có nhiều kỹ thuật hay hơn thì nhớ chia sẻ với mình nha mình sẽ học hỏi từ mọi người bình thường á mình hay làm video hướng dẫn mọi người vẽ tranh rồi cho nên là hôm nay khi mà nặng đất xét từ khô này nếu như mọi người biết cái kỹ thuật nào hay hơn thì nhớ chỉ ngược lại cho mình nha mình sẽ học hỏi thật là chăm chỉ bây giờ thì mình đang nặng phần thân của cây đào mình sẽ nặn ra một cái đoạn dài dài như thế này để làm thân cây chính trước và trước khi để lên nó thì mình sẽ ướm lên cái phần palette màu xem nó nằm như thế nào phù hợp như thế này là mình thấy ổn rồi nè khi đã ổn rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kết dính phần thân cây đào với phần palette lại tại vì cái phần thân cây đào này nó khá là to nên nếu như mà các bạn không làm kỹ là nó sẽ bị rớt ra khi mà đất sét nó khô để kết dính lại thì đầu tiên mình sẽ rạch những cái đường như thế này nó sẽ tạo được cái sự gồ ghề để lát nữa cái phần thân cây và phần palette nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn rồi sau đó mình sẽ thêm một ít nước và mình chà như thế này nè Khi mà mình chà phần nước lên rồi mình đánh nhẹ lên Rồi mình sẽ ịn cái phần thân cây vào như thế này Như vậy thì phần thân cây nó sẽ dính vào cái phần palette màu nhiều hơn Thế lúc nó khô thì nó cũng sẽ tránh được cái việc mà nứt hay là tách đi rời nhau ra Khi mà định hình xong phần thân chính rồi thì bây giờ mình sẽ đắp lên những cái phần thân cây phụ Những cái nhánh của cây hoa anh đào Các bạn mà hay sử dụng đất nặng tự khô sau khi mà sản phẩm nó khô rồi Mà những cái mấu nối của các bạn nó hay bị nứt hay là bị rạn vỡ ra thì các bạn nên coi cái kỹ thuật tiếp theo của mình nè à. mình đã tìm ra được một cách để tránh cho những cái mấu nối của nó không có bị nứt hay là cũng không có bị tách rời nhau ra rất là dễ luôn á các bạn cùng xem nha đây nè sau khi mình thêm những cái phần nhánh vô rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái dung dịch mình nghĩ mình sẽ gọi nó là keo đất sét tại vì mình sẽ lấy một cái viên đất sét tự khô sau đó mình thêm nước nhiều vào các bạn sẽ chuẩn bị một cái khay ra như thế này một viên như vậy là đủ rồi Bây giờ các bạn sẽ thêm một ít nước vào Sau đó các bạn sẽ đánh tan cái cục này ra Cho nó hòa vào nước để tạo được một cái dung dịch sệt sệt Nó y như là hồ dán vậy đó Khi nào mà cái cục này nó tan ra hết là vừa Mình sẽ lấy tay ra mình miết như vậy cho nó nhanh Đó như thế này Thì các bạn sẽ lấy cái dung dịch này Các bạn thoa vào những cái mấu nối Thì cái dung dịch này nó sẽ giữ chặt những cái phần Các bạn kết nối lại với nhau Những cái phần mấu nối nó sẽ chắc hơn Và khi khô lại nó cũng sẽ tránh bị nứt bây giờ mình sẽ sử dụng phần dung dịch này để mình thoa vào những cái điểm nối ở phần thân cây cũng như là những cái chỗ mà phần thân cây nó kết dính với lại phần palette màu như vậy thì khi phần đất sét tự khô nó khô lại á, thì mình sẽ tránh được cái chuyện mà cái phần thân cây này nó bị rớt ra khỏi phần palette màu các bạn cứ thoa nhiều một tí nha nhất là các bạn sẽ đưa cọ vào trong những cái khe hở á, để cho cái phần dung dịch hồ này nó chảy vào bên trong nó sẽ giữ chắc cái phần thân cây của các bạn lại nó không có bị rớt ra vị trí của phần thân cây đó ổn định rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái bay này để tạo cái độ xù xì cho phần thân cây à, làm như vậy thì nhìn cái cây nó sẽ tự nhiên hơn với lại nó sẽ có cảm giác như là nó thân gỗ á nó sẽ nhám nhám như vậy nè bạn nào không có cái bay giống mình thì có thể sử dụng muỗng cà phê vẫn làm được nha mình thấy trên shopee nó có bán bộ dụng cụ dành cho đất nặng tự khô á. thì bạn nào thích sử dụng đất nặng tự khô thì có thể mua cái bộ dụng cụ đó về dùng cho đầy đủ mình nghĩ là trước sau gì mình cũng sẽ sắm một bộ nhưng mà tại vì bây giờ mình đặt hàng về không kịp cho nên là mình có gì dùng đó thôi Phần thân cây đã đẹp và ổn định rồi Thì mình sẽ sử dụng cây cọ này để mình đi những cái chỗ mà hồi nãy mình sử dụng bay nó bị chày á Các bạn chỉ cần lấy cọ thoa một chút keo đất sét hồi nãy các bạn đã pha rồi á Thoa lên như vậy là cái phần bề mặt nó sẽ rất là nhẵn mịn Xong rồi thì chúng ta sẽ tới phần nụ hoa và cánh hoa cho cây ha Mình sẽ chia nhỏ phần đất sét như thế này để nặng phần nụ hoa và cánh hoa À, đối với những cái sản phẩm mà nó có nhiều chi tiết gắn vào như thế này nè thì mình khuyên các bạn là sau khi hoàn thành sản phẩm xong để cho sản phẩm khô các bạn không nên phơi nắng nha. tại vì khi các bạn phơi nắng á thì đất sét sẽ khô rất là nhanh, nó sẽ dễ tạo những cái đường nứt và khiến cho các chi tiết dễ rời ra. cho nên là đối với những cái sản phẩm mà các bạn phải đính nhiều như vậy nè, mình nghĩ là các bạn nên phơi ở chỗ thoáng mát chứ không nên phơi dưới ánh nắng trực tiếp. có thể là cái thời gian khô nó sẽ hơi lâu một chút nhưng mà nó sẽ đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của các bạn hơn. Chứ nếu như mà các bạn phơi nắng thì mình chắc chắn nó sẽ rất là dễ bị nứt Gắn hoa vào nụ xong rồi thì mình sẽ dùng một ít keo đất sét này mình phủ lên một lớp nữa Nếu như mà bạn nào kỹ tính á, thì các bạn có thể để cho sản phẩm khô tự nhiên một ngày Sau 24 giờ thì các bạn thoa thêm một lớp keo đất sét nữa Như vậy thì cái phần nụ hoa và cành cây nó sẽ dính rất là chắc chắn Các bạn không sợ nó bị nứt hay là bị rơi rớt gì cả phần nặng đất sét của mình đã xong rồi bây giờ mình sẽ để cho sản phẩm thật là khô và mình sẽ quay trở lại với các bạn với video mình lên màu cho cái sản phẩm này nha mình nghĩ là tầm 2 đến 3 ngày thì cái palette màu này của mình nó sẽ khô hoàn toàn lúc đó mình sẽ lên màu thật là chi tiết để cho mọi người nhìn rõ hơn chứ bây giờ thì nhìn nó khá là chung chung chưa được rõ ràng lắm còn cái cục này thì mình sẽ để dành lại và để cho lần sau mình sử dụng tiếp nha hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo